Chào mừng anh chị nhà đầu tư đến với chương trình họp đại hội cổ đông 2024 của Asiafin Việt Nam. Trong video ngày hôm nay, tôi xin mời anh chị cùng tham dự cuộc họp đại hội cổ đông 2024 của công ty cổ phần tập đoàn FPT. Vậy thì cuộc họp đại hội cổ đông FPT diễn ra như thế nào? Có những điểm gì đặc biệt? Thì xin mời anh chị hãy cùng theo dõi chúng tôi ngay sau đây nhé. Xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đến Đại hội Cổ đông của FPT năm 2024. Và tôi cũng xin trân trọng kính mời ông Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Thế Phương, Phó Tổng Giám đốc, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc cùng lên bàn điều khiển hội nghị. Xin kính thưa tất cả các quý cổ đông có mặt trong khán phòng này cũng như có mặt trên mạng tham dự Đại hội đồng cổ đông công ty FPT 2024. Thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin được trình bày báo cáo của hội đồng quản trị năm 2023. Đánh giá chung, không đi vào chi tiết mà sẽ được trình bày do ban điều hành trình bày, tôi chỉ tóm tắt các kết quả quan trọng nhất của công ty FPT trong năm 2023. Chúng ta đã đạt 101% kế hoạch doanh thu và 102% kế hoạch lợi nhuận mà đã được Đại hội cổ đông năm ngoái phê duyệt. Trong đó đạt 52.618 tỷ doanh thu, đạt 19,6% tăng trưởng và 9.203 tỷ lợi nhuận trước thuế, đạt 20,1% tăng trưởng. Trong khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, của nền kinh tế Việt Nam hậu Covid và những sự kiện chiến tranh, lạm phát và khủng hoảng năng lượng, thì những con số của công ty FPT đạt được trong năm 2023 là rất đáng khích lệ. Đề nghị chúng ta cho một tràng vỗ tay cho những thành tích của công ty FPT trong 2023. Các con số sẽ được ban điều hành mổ xẻ chi tiết hơn với Đại hội đồng cổ đông. Tôi xin bước tiếp theo về đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của công ty. Thứ nhất là về thực hiện các chiến lược đề ra. Về kinh doanh, điểm nổi bật của 2023 là đã đạt 1 tỷ đô la doanh thu từ dịch vụ công nghệ thông tin cho trong thị trường nước ngoài. Đây là con số mà rất lâu, không chỉ FPT mà toàn bộ người Việt Nam đã mơ ước. Chúng ta đã có mặt trên bản đồ của những công ty 1 tỷ đô la Mỹ doanh thu về dịch vụ phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin. Bên cạnh đó đã mở mới 5 văn phòng tại thị trường nước ngoài. Và đặc biệt trong năm 2023, chúng ta đã thực hiện được 4 thương vụ M&A và đầu tư vào các công ty công nghệ có tên tuổi tại Mỹ và Pháp. Về mặt công nghệ, doanh thu Made by FPT tăng trưởng rất mạnh mẽ, được đạt 40,8%. Và cùng với trào lưu công nghệ về trí tuệ nhân tạo, FPT đã ra mắt hệ sinh thái GenAI, một hệ sinh thái riêng của mình trong lĩnh vực công nghệ, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra về quản trị thì cũng đã thực hiện tốt tất cả các quản trị và đạt được các tiêu chuẩn đề ra, tuân thủ các tiêu chuẩn của một công ty niêm yết. Đánh giá tiếp theo là đánh giá về hoạt động của ban điều hành. Như đã trình bày ở slide trước thì kết quả thu được của công ty FPT là có công đóng góp rất lớn của ban điều hành. Trong năm qua đã chỉ đạo và triển khai hoàn thành tốt kế hoạch về doanh thu lợi nhuận và đạt kế hoạch đề ra, đã triển khai tốt các định hướng mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị đã phê duyệt, đã triển khai việc trả cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu và phát hành chứng chỉ kế swap theo nghị quyết của Đại hội cổ đông. Ban điều hành cũng đã nghiêm túc
tuân thủ các quy định pháp luật, chính sách của nhà nước và của công ty trong việc điều hành các hoạt động của công ty. Về hội đồng quản trị, hội đồng quản trị đã thực hiện tốt công tác hoạch định chiến lược, quyết định các phương án đầu tư cho tăng trưởng, giám sát chặt chẽ và tham vấn cho hoạt động triển khai của ban điều hành. Các ủy ban thuộc hội đồng quản trị đã góp phần quan trọng trong việc tham mưu cho hội đồng quản trị. Công tác quản trị của hội đồng quản trị tiếp tục được minh bạch hóa. Các thành viên hội đồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ một cách nghiêm túc. Năm 2023, FPT được vinh danh hội đồng quản trị đã cam kết các thực hiện tốt các quản trị công ty. Đây là tóm tắt của báo cáo của tôi về đánh giá hoạt động chung của công ty FPT, của ban điều hành và của hội đồng quản trị trong năm qua. Tiếp theo xin trình bày về ngân sách thu nhập của hội đồng quản trị năm 2024 để xin ý kiến để được phê duyệt. Thứ nhất có 3 mục xin là báo cáo với đại cổ đông. Thứ nhất là lương cho các thành viên tham gia điều hành là 10,76 tỷ đồng, không thay đổi so với năm 2023. Thứ hai là thưởng cho các thành viên tham gia điều hành không quá 0,49% trên tổng lợi nhuận trước thuế của tập đoàn, không thay đổi so với 2023. Điểm thứ ba là thù lao cho các thành phần hội đồng quản trị không tham gia điều hành là 6,32 tỷ đồng, tăng một chút so với 6,2 tỷ của năm 2023. Đó là ba chỉ tiêu liên quan đến hội đồng quản trị về thù lao và sẽ xin ý kiến của đại hội đồng cổ đông phê duyệt trong phần tiếp theo. Tôi kết thúc phần báo cáo của hội đồng quản trị. Xin cảm ơn và xin chúc cho đại hội thành công. Xin cảm ơn. Vâng, xin một lần nữa xin thay mặt cho ban điều hành thì và ban lãnh đạo của tập đoàn FPT, tôi xin được trân trọng gửi tới lời cảm ơn tới tất cả các quý cổ đông đã dành thời gian đến dự chương trình của chúng tôi và đặc biệt là đã cùng đồng hành với tập đoàn FPT trong suốt năm 2023 vừa qua, một năm rất là đặc biệt đối với địa chính trị ở trên thế giới, đối với những sự thay đổi có thể nói rằng chóng mặt, và đặc biệt là năm 2023 cũng là năm đánh dấu một cột mốc rất nhớ của tập đoàn FPT, đó là chúng tôi đã kỷ niệm 35 năm thành lập tập đoàn FPT, một chặng đường đã đủ để chúng ta tin tưởng để tiếp tục cuộc hành trình mới, một cuộc hành trình nó sẽ nhiều phiêu lưu và thử thách và sẽ nhiều đỉnh cao, và chúng tôi sẽ hy vọng là cùng với sự ủng hộ của tất cả các quý cổ đông, của các nhà đầu tư sẽ cùng chúng tôi vượt qua các cái đỉnh cao đấy. Thì cái câu hỏi đầu tiên là làm sao mà để FPT có thể tăng trưởng một cách chắc chắn và đều đặn như vậy, thì chúng tôi tập trung vào ba cái điểm chính. Thứ nhất đó là con người, thứ hai đó là công nghệ, cái điểm thứ ba của chúng tôi có lẽ là điểm mới, đó chính là cái kỷ luật tăng trưởng ở trong tập đoàn FPT. Một cái điểm mà tôi có lẽ rằng là rất nhiều người vẫn nghĩ rằng là chúng tôi là một tập đoàn mang tính chất vui vẻ nhiều hơn, hay là gọi là vui vẻ nhiều hơn, hoặc là phát triển tự nhiên hơn, hoang dã hơn, nhưng không, chúng tôi đã đưa cái yếu tố kỷ luật tăng trưởng vào trong tập đoàn FPT, và đây nó chính là một trong những cái điểm liên quan đến phát triển bền vững của tập đoàn FPT theo đuổi trong suốt 5 năm vừa qua. Thế thì đối với lĩnh vực công nghệ thì chúng tôi chia sẻ tới thứ nhất là lúc đấy bà trình bày của Ngọc đã nói là chúng tôi đã cán cái mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Đây là một cái mốc mà vô cùng khó khăn. Nhưng mà chúng tôi tin rằng là khi đã đạt cái mốc này thì con số 5 tỷ, 10 tỷ là trong tầm tay của chúng tôi. Và Việt Nam của chúng ta đã trở thành quốc gia đứng thứ hai trên thế giới về năng lực cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin trên toàn cầu. Chúng ta chỉ sau Ấn Độ thôi. Cho nên cái dư địa và cái thay đổi của thế giới đang diễn ra và nó mở cho FPT một cơ hội quá lớn. Khi chúng tôi đi công tác ở các cái quốc gia ở châu Âu hay châu Mỹ, thậm chí là châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, thì họ đang thiếu, đâu đến cỡ 1 triệu các cái kỹ sư tham gia vào lĩnh vực công nghệ chuyển đổi số, và đặc biệt là trong lĩnh vực chip và bán dẫn. Cái thứ hai nữa là cái khi mà ở đẳng cấp công ty tỷ đô thì cái việc chúng ta thu hút được các nhân tài nó dễ dàng hơn như trước đây. Trước đây nói đến Việt Nam, nhiều khi rất nhiều những cái bạn bè, những cái đối tác của chúng tôi vẫn tưởng là chúng ta vẫn đang chiến tranh, chúng ta vẫn đang khó khăn. Tuy nhiên giờ đây Việt Nam của chúng ta trên hình ảnh của cơ hội thông tin đã rất khác, và cái khác này nó đã giúp cho chúng tôi tuyển dụng được rất nhiều những người giỏi, những lãnh đạo của những tập đoàn lớn nhất ở trên thế giới, và những tập đoàn, và gần đây nhất thì chúng tôi đã bổ nhiệm tổng giám đốc FPT tại Pháp, anh Christopher, thì anh đã làm ra là phó chủ tịch bán hàng của một công ty lớn nhất của Ấn Độ, công ty cỡ 10 tỷ đô la Mỹ, và anh đã về với FPT, về với một tình, về nhìn thấy cái dư địa, những cái cơ hội phát triển của chúng ta quá rõ. Cái về công nghệ thứ hai mà chúng tôi cũng đã có thông báo trên truyền thông là năm 2023 thì chúng tôi đã thành lập công ty FPT Automotive.
đây là một công ty mới của FPT, dựa trên 15 năm kinh nghiệm chúng tôi thu thập và học được ở trên các cái đối tác bạn bè trên thế giới để tham gia vào lĩnh vực ô tô. Và FPT bắt đầu xây dựng những cái nền tảng, những cái platform và dùng cái software defined vehicle, tức là các cái, anh chị hình dung là trước đây cái ô tô của chúng ta thì 90% là cơ khí, nhưng mà tương lai đặc biệt là những xe điện thì trên chiếc xe ô tô đến 90% nó sẽ là phần mềm. Và phần mềm của FPT chúng tôi sẽ viết các cái platform này và đi cùng với các cái đối tác lớn ở trên thế giới để cung cấp. Và ngay sau khi chúng tôi thành lập FPT Auto Automotive thì chúng tôi đã có 4.000 kỹ sư và con số này sẽ tăng liên tục, và các cái cơ hội lớn, và FPT sẽ trở thành đối tác cung cấp cái phần mềm cho các cái hãng cung cấp sản xuất xe hơi thế hệ mới trên thế giới. Đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo thì câu hỏi lớn nhất đối với chúng tôi rằng là các anh đã kiếm được tiền từ AI chưa? Thì có, chúng tôi đã ký được hợp đồng $1.2 triệu cho một khách hàng ở Mỹ liên quan đến giám sát các cái chất lượng về mặt sản phẩm. Để bổ khuyết về lĩnh vực công nghệ thì năm 2023 chúng tôi sẽ phải lấy thêm ít nhất là 10 đến 15 bằng sáng chế về AI. Bởi vì hiện nay các chị cũng biết rằng cái việc cạnh tranh nhau về bằng sáng chế, về IP, về patent ở trên thế giới nó vô cùng lớn. Và Việt Nam của chúng ta, FPT của chúng ta muốn phát triển được thì chúng ta phải có các cái patent này. Đối về nhân lực ở trong lĩnh vực công nghệ thì chúng tôi đã có hơn 1.500 các chuyên gia bậc cao, những chuyên gia mà các chị thấy rằng là trên thế giới đang rất cần. Chúng tôi có kế hoạch là sẽ có khoảng 4.000 các cái chuyên gia về AI, và đặc biệt là có lực lượng các giáo sư tiến sĩ sẽ về FPT trong thời gian tới. Lúc nãy thì tôi có nói đến câu chuyện về kỷ luật tăng trưởng, thì tôi muốn chia sẻ rõ hơn một chút. Thì thứ nhất là cái làm sao để triển khai cái kỷ luật tăng trưởng ở trong nhà FPT, một công ty mà các anh thấy rằng là rất nhiều hoạt động văn hóa vui tươi, lãnh đạo thì chan hòa cùng anh em, và anh chị thấy ở trên TikTok, trên YouTube thì có rất nhiều hình ảnh của các anh lãnh đạo, đặc biệt anh Bình, anh Hát ở trên đấy, và rất nhiều quan tâm thì vẫn nghĩ rằng là không hiểu sao FPT này lại vui như vậy, nhưng thực sự ở đằng sau đấy nó là cái tinh thần kỷ luật. Thì đầu tiên đó là chúng tôi xây dựng các công thức khoán. Cái công thức này được chúng tôi vận hành theo hàng năm và theo từng thị trường, theo từng khách hàng và theo từng cái nhóm đơn vị thành viên. Thứ hai nữa là chúng tôi thường xuyên thiết lập các cái công việc và các cái vấn đề trọng yếu và áp dụng trong toàn tập đoàn. Và cái công thức là các vấn đề trọng yếu này được áp dụng từ lãnh đạo cao nhất cho đến mỗi nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi có hệ thống để chúng tôi đo đạc cái đấy hàng tháng, hàng kỳ. Và có rất nhiều người hỏi chúng tôi rằng là FPT có làm sơ kết 6 tháng không? FPT có làm tổng kết hàng năm không? Thưa các quý vị và các anh chị rằng là chúng tôi hàng quý ngồi với nhau một lần để xem lại cái hoạt động kinh doanh của quý trước và review cái kinh doanh quý sau. Và trong giao ban hàng tuần thì chúng tôi có các con số là kinh doanh tuần của các đơn vị thành viên, đơn vị nào đi đúng cái kế hoạch của mình, đơn vị nào đi sai để tôi điều chỉnh. Và quan trọng nhất đó, điểm thứ ba đó là cái trách nhiệm của người đứng đầu. Và hiện nay thì chúng tôi có một quy định ở trong nhà FPT là tất cả các lãnh đạo của FPT khi ở vị trí lãnh đạo phải đảm bảo tốc độ tăng trưởng 20%. Nếu không đạt 20%, chúng tôi sẽ luân chuyển để thay bằng người khác. Thì đây là những cái cách mà chúng tôi đã tạo ra cái chất kỷ luật của công ty. Ở trong cái lĩnh vực phát triển bền vững ESG thì trong suốt thời gian vừa qua thì chúng tôi theo đuổi môn này một cách thầm lặng, việc này một cách thầm lặng. Nhưng mà khoảng độ 3 năm trở lại đây, khi mà ESG trở thành cái chuẩn mực mới của các tập đoàn lớn thì chúng tôi làm một cách quyết liệt, mạnh mẽ hơn và mở ra bên ngoài nhiều hơn. Và sáng ngày hôm nay thì cá nhân tôi cũng đã họp với cả anh Quang là tổng giám đốc của Vingroup, và FPT với Vingroup sẽ cùng với nhau để thúc đẩy cái phát triển xanh giữa hai tập đoàn với nhau, để làm sao để cái cơ hội của những tập đoàn tiên phong sẽ có những cái thay đổi lớn. Thì chia sẻ với các anh chị rằng là số nhân sự nữ của tập đoàn FPT đã chiếm 37,4%, mà trung bình ngành công nghệ của chúng tôi chỉ có 25% là nữ thôi. Và chúng tôi rất vui mừng là trong hội đồng quản trị của chúng tôi có thành viên là chị Lĩnh, cũng là một phái nữ, mà người mà thường xuyên cho chúng tôi những cái suy nghĩ, những cái góp ý rất là chuẩn xác. Thì chúng tôi luôn luôn tự hào rằng là FPT chúng tôi luôn luôn bám sát các chuẩn mực và tuân thủ các chuẩn mực trên thế giới. Và quan trọng nhất là chúng tôi cam kết đồng hành phát triển bền vững cùng với khách hàng và đối tác của mình. Chúng tôi không tự làm cho riêng mình mà làm cùng với các cái đối tác của mình. Thì trên đây là tổng thể cái bức tranh của năm 2023, những cái mà chúng tôi đã nỗ lực và đã thực hiện để tạo ra một kết quả ngày hôm nay báo cáo với các quý cổ đông. Thì tôi xin bước sang kế hoạch 2024. Thì đầu tiên về khối công nghệ thì chúng tôi đặt kế hoạch là trong lĩnh vực ô tô, FPT Automotive nói riêng và toàn bộ lĩnh vực công nghệ xung quanh hệ thống ô tô thì sẽ tăng trưởng 50% một năm. Và chúng tôi đặt kế hoạch là đến năm 2030 riêng lĩnh vực phần mềm cho ô tô chúng tôi sẽ đạt cái mốc $1 tỷ vào năm 2030. Thứ hai nữa là chúng tôi mở rộng các dịch vụ trong ngành bán dẫn và chip. Và kế hoạch của FPT là đến 2030 thì chúng tôi sẽ đào tạo được 10.000 kỹ sư và chuyên viên tham gia vào lĩnh vực chip và bán dẫn. Đối với dịch vụ về trí tuệ nhân tạo, về cloud, về security, các dịch vụ hạ tầng mới thì chúng tôi coi đây là một cái động lực, một cái engine để tăng trưởng cho tập đoàn FPT và tiếp tục đầu tư trong năm 2024 và các năm tiếp theo.
đối với khối viễn thông. Thì năm 2024 thì chúng tôi sẽ đầu tư là 2.300 tỷ cho khối viễn thông để đầu tư vào các cái tuyến cáp, một là các tuyến cáp quang biển mới để các chị sẽ không phải buồn lòng khi mà cá mập cắn cáp. Thứ hai nữa là chúng tôi tập trung vào xây dựng các cái trung tâm dữ liệu lớn để phục vụ cho cái xu thế hoạt động về trí tuệ nhân tạo sắp tới đây, nơi mà các cái máy chủ hiệu suất cao làm việc liên tục. Thứ ba nữa là chúng tôi đưa cái AI, đưa Big Data vào trong các cái dịch vụ của chúng tôi để chuyển dịch từ nhà cung cấp dịch vụ hạ tầng viễn thông, từ nhà cung cấp dịch vụ kết nối chuyển sang nhà cung cấp dịch vụ sản phẩm số và đưa các cái dịch vụ sản phẩm của FPT vào cùng. Và đối với khối giáo dục thì năm 2024 thì chúng tôi sẽ đầu tư 2.000 tỷ để mở rộng các cái cơ sở về đại học của FPT ở tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, các cái cơ sở đào tạo mới cho các trường cao đẳng FPT, các trường phổ thông FPT ở trên toàn quốc. Và trong năm 2024 thì chúng tôi sẽ đưa vào trường phổ thông liên cấp FPT ở tại Thanh Hóa, ở Huế, ở Hậu Giang, và chúng tôi sẽ có mặt ở Bình Dương, Gia Lai, Hà Tĩnh và Nghệ An vào cuối năm nay hoặc là đầu năm sau. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia vào cái chiến lược trong lĩnh vực giáo dục, thì chúng tôi tham gia mạnh mẽ vào cái chiến lược phát triển chip và bán dẫn của FPT để chúng tôi mở với các chuyên ngành về đào tạo phục vụ các nhu cầu phát triển và nhân sự trong các lĩnh vực như vừa nói. Thì lời cuối cho cái phần phát biểu của tôi thì một lần nữa thay mặt ban điều hành tôi trân trọng gửi tới các quý cổ đông lời cảm ơn sâu sắc và mong các quý cổ đông sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi, tiếp tục cùng ủng hộ chúng tôi và tạo cho chúng tôi những cái cảm hứng để chinh phục những đỉnh cao mới. Xin cảm ơn. Vâng, xin được kính chào các quý cổ đông và các quý vị đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông của FPT ngày hôm nay. Thay mặt cho chủ tịch đoàn thì tôi xin trình bày một số tờ trình các quý cổ đông xem xét thông qua. Thứ nhất là về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Thì tài liệu về báo cáo tài chính công ty đã gửi tới tất cả các quý cổ đông. Tôi xin phép được trình bày ngắn vắn tắt một số các cái chỉ tiêu chính. Doanh thu năm 2023 đạt 52.618 tỷ, lợi nhuận trước thuế là 9.203 tỷ, lợi nhuận sau thuế là 7.788 tỷ, lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty là 6.465, và cái lợi nhuận cái EPS là 4.661 đồng. Về trích quỹ thì chúng tôi có trích quỹ tại quỹ khen thưởng tại các công ty con do hội đồng quản trị tại các công ty con và phân cấp thẩm quyền phê duyệt gồm 557 tỷ. Thì chi tiết báo cáo tài chính thì xin quý cổ đông đọc ở trong bản tài liệu. Về tờ trình thứ hai là phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức bằng tiền mặt của năm 2023. Phương án chi trả cổ tức tiền mặt đề xuất là 2.000 đồng trên một cổ phiếu, tức là 20%. Công ty đã thực hiện tạm ứng năm ngoái 10% và sẽ trả 10% còn lại sau khi đại hội đồng cổ đông phê duyệt, và dự kiến thời gian là trong quý 2 năm 2024. Tiếp theo là về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu dành cho toàn bộ các cổ đông hiện hữu. Thì công ty đề xuất phương án là phát hành cổ phiếu phổ thông với tỷ lệ là 15%, tức là 23. Nghĩa là tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền thì cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới. Đối với phần lẻ thập phân thì chúng tôi sẽ làm tròn xuống, và thời gian dự kiến phát hành là sau khi đại hội đồng cổ đông phê duyệt và có thể thực hiện trong quý 2 hoặc là không muộn hơn quý 3, vì là cái thủ tục phát hành cũng tương đối là phức tạp. Và nội dung chi tiết khác thì trong tờ trình mà công ty đã gửi cho các quý cổ đông. Tiếp theo tôi xin báo cáo về việc bổ sung một cái nội dung. Cái này thì công ty cũng đã thông qua hội đồng quản trị theo yêu cầu của cổ đông lớn về việc bổ sung một cái nội dung về giao và ủy quyền cho hội đồng quản trị thực hiện các cái nghị quyết đại hội đồng cổ đông. Thì thực tế thì việc này là một cái việc mang tính chất thủ tục, bởi vì là hiện giờ chúng ta đang phải tuân thủ rất là chặt chẽ các yêu cầu về quy định của các cơ quan quản lý nhà nước. Ví dụ như năm ngoái chẳng hạn thì công ty đã khá là mất công trong chuyện giải trình khi đi làm đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh về việc phát hành thêm cổ phần từ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc là các chương trình ESOP mà đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt. Thế nhưng mà cơ quan quản lý kinh doanh thì cứ hỏi là thế thì nghị quyết của đại hội đồng cổ đông của việc thay đổi đăng ký kinh doanh đâu, hoặc là cái này đã ủy quyền cho hội đồng quản trị chưa. Đấy thì năm nay thì chúng tôi bổ sung một điều khoản là việc giao và ủy quyền cho hội đồng quản trị để thực hiện các cái nghị quyết của đại hội đồng cổ đông. Đối với các cái nghị quyết về chia cổ tức bằng cổ phiếu hay là phát hành cổ phần tăng vốn hay là các chương trình ESOP thì sẽ ủy quyền cho hội đồng quản trị thực hiện các công việc như là thay đổi vốn điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh hay là đăng ký và niêm yết chứng khoán bổ sung.
hoặc là nghị quyết về các chương trình ESOP thì ủy quyền cho hội đồng quản trị thông qua cái phương án đảm bảo cái tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài để không đảm bảo vượt quá, vì công ty cũng có những cái cán bộ nhân viên là người nước ngoài đấy, và tất cả các cái nội dung khác thì ủy quyền cho hội đồng quản trị để quyết định các cái công việc chi tiết để có thể thực hiện được cái nghị quyết của đại hội đồng cổ đông. Vâng, xin kính trình một số tờ trình để đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt ạ. Xin cảm ơn ạ. Ngay sau đây xin trân trọng kính mời ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT sẽ trình bày về định hướng chiến lược của FPT giai đoạn 2024-2026. Xin trân trọng kính mời. Vâng, xin kính chào tất cả các anh các chị. Tôi sẽ tranh thủ mấy phút để chia sẻ với các anh các chị là FPT đi về đâu, vì sao mà FPT liên tục giữ được cái phong độ về tăng trưởng, làm sao mà FPT đem lại cái quyền lợi xứng đáng cho sự niềm tin đầu tư của các quý vị. Thì cách đây khoảng 2 tuần, ngày 28 tháng 3, thì Keizaren, Hiệp hội các ông chủ Nhật Bản, có một đoàn gồm 40 các vị chủ tịch tổng giám đốc đã sang Việt Nam, có gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, có gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và có làm việc với FPT. Họ bàn xung quanh 5 cái từ khóa. Hợp tác với Việt Nam liên quan đến 5 từ khóa. Đấy là từ gì? Một là trí tuệ nhân tạo. Hai là bán dẫn. Ba là xe điện. 4 là chuyển đổi số, 5 là chuyển đổi xanh. 5 từ này các bạn nhớ hộ. 5 từ trọng yếu. Mà để dễ nhớ thì tôi sáng tác ra cái câu gọi là tuệ bán xe số xanh. Tuệ bán xe số xanh các bạn nhớ hộ. 5 từ này vô cùng quan trọng. Và thực ra đó, 5 từ này ấy, là nó đã quyết định cái lịch sử của nhân loại trong 3/4 thế kỷ vừa qua, và sẽ tiếp tục xác định cái 1/4 thế kỷ còn lại. Vừa đây tôi đọc cái quyển Chiến tranh Vi Mạch Chip War. Ở trong quyển sách đó các anh các chị sẽ thấy tất cả các vị anh hùng hào kiệt của 3/4 thế kỷ vừa qua, kể cả những người mà chắc lâu lắm rồi tôi còn không còn nghe tên nữa, là ví dụ như Khrushchev, những quyết định có tính chất ảnh hưởng lên toàn nhân loại. Và cũng 5 từ khóa này, tuệ bán xe số xanh này, đang dẫn đến một cái thời điểm mà nó hết sức là nhạy cảm, hết sức là căng thẳng. Và chúng ta sẽ là người chứng kiến, vì nó đã bắt đầu một cuộc đối đầu toàn diện, có quy mô cực kỳ lớn giữa hai siêu cường quốc Hiệp hợp Trung Quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Và cái nút của nó ấy, chính là Đài Loan. Nước Mỹ đã giác ngộ là cái sức mạnh quân sự, sức mạnh công nghệ, sức mạnh kinh tế, sức mạnh ngoại giao của mình phụ thuộc vào một hòn đảo nhỏ, Đài Loan. Và trong cái bối cảnh phức tạp như vậy, thì Việt Nam được chọn. Cũng vì 5 cái từ này mà Việt Nam được chọn. Tức là thời khắc Việt Nam đã đến. Cái việc mà thế giới chọn anh rồi, anh có nắm bắt cơ hội không là phụ thuộc rất nhiều vào Việt Nam. Mà đã nói như vậy thì cái trách nhiệm, cái sứ mạng của tập đoàn FPT rất là lớn. Vì vì FPT cách này hay cách khác, các đã đang trở thành ra cái niềm hy vọng của quốc gia về công nghệ. Cho nên là trách nhiệm cực kỳ lớn, và tôi xin chia sẻ tiếp về vì sao Việt Nam được chọn.
tại sao Việt Nam chọn? Tôi phải nói rằng là nếu mà các bạn đọc quyển sách Chiến tranh Vi Mạch thì người ta đã, chất bán dẫn đã đi từ Mỹ ra các nước. Cũng vì chiến bán dẫn mà Mỹ đã khởi động một cuộc chiến chống Nhật Bản, đồng minh gần nhất của mình. Và Nhật Bản từ ngày đấy đến giờ chưa ngóc đầu lên được. Và bây giờ tiếp theo là Trung Quốc. Thì nước nào rồi bán dẫn đã đến Singapore. Một trong các nước đầu tiên người ta chọn là Singapore. Vì cái chính sách cởi mở, cái chính sách tập trung vào công nghệ của cố thủ tướng Lưu Quang Diệu. Rồi sau đó Nhật Bản, rồi sau đó Nhật Bản, tất nhiên là rồi Nhật Bản, rồi sau đó Singapore, và sau Singapore là Hàn Quốc, và sau Hàn Quốc là đến Đài Loan. Và bây giờ Mỹ đang chọn Việt Nam. Liên tục các cái đoàn cố vấn của Mỹ sang làm việc, chia sẻ nên làm gì, làm như thế nào. Thế thì nước nào cũng muốn, nước Đông Nam Á nào cũng muốn, nói chung quốc gia nào cũng muốn bán dẫn. Không có nước nào không thích bán dẫn cả. Nhưng tại sao lại không phải là những nước đã chọn? Tại sao lại không phải là Thái Lan, Malaysia, Indonesia? Có một lý do rất quan trọng khác là nguồn nhân lực. Tất cả các quốc gia bán dẫn đã bắt đầu làm bán dẫn khi họ còn nghèo. Họ đã đổi đời mình, đổi vận mệnh dân tộc mình bằng lao vào bán dẫn. Nhưng mà vì lao vào bán dẫn thì người ta đã trở nên giàu có. Thậm chí năm 2022, Đài Loan đã vượt thu nhập đầu người của Nhật Bản. Và chính cái sự thành công đấy làm cho thanh niên của các nước bán dẫn, người ta không đi theo con đường cha ông người ta nữa. Người ta sợ vất vả. Chính vì như vậy đó, cái ngành bán dẫn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ấy, thì nhu cầu của nó lớn khủng khiếp. Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Schwab nói là trong tương lai trên một cái áo của bạn có một số chip bán dẫn lớn hơn số chip mà các bạn dùng cả một cuộc đời bạn. Ở Đài Loan đang xây dựng 40 nhà máy bán dẫn. Và năm nay là khai trương 13 nhà máy bán dẫn. Và không có người. Chúng tôi đã gặp, tôi sang Đài Loan, một công ty hàng đầu trong một lĩnh vực của bán dẫn. Họ bảo chúng tôi cần lao động, cần tài năng, nhưng mà chúng tôi chỉ đáp ứng một nửa thôi. Còn một nửa nữa là không có. Chính phủ Đài Loan đã cấp tài trợ hoàn toàn, ai học ngành bán dẫn cho hết tiền, học thoải mái luôn. Nhưng mà không có người vào học. Tương tự như vậy, Hàn Quốc đang xây dựng cả một thành phố bán dẫn nữa, mới. Rồi cũng không người. Nhật Bản, khi tôi đi cùng với Thủ tướng sang Nhật Bản, chúng tôi gặp được hai cái tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản. Tức là Nhật Bản đã đánh rơi cái nghề sản xuất bán dẫn. Tất nhiên là cũng bị tẩn nữa. Và họ đang quyết tâm tái xây dựng lại ngành bán dẫn ở Nhật Bản. Tôi gặp những người như vậy. Và họ trình bày họ sẽ muốn đi vào những công nghệ mới nhất. Tức là hiện nay thì trình độ cao nhất là TSMC khoảng 3 nano. Thì họ sẽ xây dựng 2 nano và tiến đến 1 nano. Chỉ tội không có lao động. Tôi sang Mỹ, gặp các trường đại học của Mỹ mà rất nổi tiếng về bán dẫn, như trường Texas, trường Austin. Chúng tôi đến gặp phó thị trưởng thành phố Austin. Thì họ nói tôi này, tức là Austin là một cái thành phố mới nổi. Tập đoàn SpaceX về đấy.
Google về đấy, Microsoft về đấy, Intel về đấy, IBM về đấy, tất là tất cả các thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới về đấy, không có lao động. Và chúng tôi đã mạnh dạn đề xuất bảo ok, bây giờ nếu mà chúng tôi đầu tư thì các bạn có thể cấp visa để cho người làm Việt Nam đi theo con đường đặc biệt vào Mỹ không? Bảo để làm việc, nhưng mà nó phải cái chuyện này là phải có chính phủ Mỹ. Vì muốn mà vào Mỹ, nhà chúng tôi mà để cử được một nhân viên FPT mà sang Mỹ làm việc là phải quay sổ số. May chúng thì được sang, mà không may thì ở nhà. Thì làm cách ấy, tức là TSMC đã quyết định xây 2 nhà máy tại Mỹ, nhưng mà gần như kế hoạch bị chững lại vì đến lao động xây dựng cái nhà máy còn không có, chứ chưa có vận hành nhà máy. Tóm lại là riêng ngành bán dẫn là thiếu 1 triệu lao động. Và chúng tôi nghĩ rằng cái đường vào ngành bán dẫn là cung ứng nguồn lao động cho thế giới vào ngành bán dẫn. Khi người ta đã sợ vất vả thì chúng ta lại là niềm đam mê của thanh niên, đam mê về công nghệ. Chúng ta đi đến đỉnh cao, trước kia là chúng ta rất thèm muốn là những cái thứ mà đỉnh cao công nghệ được vào. Bây giờ người ta mời vào, tại sao chúng ta không vào? Thì Việt Nam được chọn, tất nhiên là vì rằng là chúng ta là bạn ở mức độ cao nhất, là gọi là quan hệ chiến lược toàn diện với cả Mỹ và Trung Quốc. Đấy là lý do rất lớn. Nhưng cái mà quan trọng hơn nhiều ấy, tôi nghĩ là đấy là nguồn lao động cho ngành bán dẫn, và ngành bán dẫn càng ngày càng trở nên quan trọng và quan trọng hơn nữa. Còn các quốc gia khác trên thế giới, nó thực ra nói bán dẫn mà gọi là quốc gia bán dẫn chỉ có 5 nước, và trong đó là 4 nước là rất giống Việt Nam là ăn đũa. Tức là người ăn đũa mới có cái ham học, ham hành để làm cái ngành này. Vì cái ngành này nó có một quy luật rất là khó, khó đến mức mà, tức là từ năm 1965 ông Gordon Moore đã phát biểu rằng là số lượng các bán dẫn ở trên một diện tích sẽ tăng gấp đôi sau mỗi 2 năm. Và họ đã duy trì cái quy luật đấy cả nửa thế kỷ nay rồi, hơn nửa thế kỷ, 3/4 thế kỷ. Cho nên ấy, làm ngành này á, là toàn bộ công việc thay đổi, liên tục thay đổi. Và không phải ai cũng có cái lòng đam mê, đủ cái nhiệt huyết để đi với ngành này. Và chúng ta là cái dân tộc mà muốn đổi đời, chúng ta, tôi tin rằng thanh niên chúng ta cũng như FPT 20 năm trước đã từ không biết gì mà nghĩ rằng là phần mềm phải làm, phần mềm là cái ngành mà công nghệ thay đổi thường xuyên, và chúng tôi đã theo. Và thực ra tất cả chúng ta đều hạnh phúc. Thế thì trong bối cảnh đấy thì FPT làm gì? Thì FPT là đúng là Tuệ bán xe số xanh. Thì Tuệ đó là FPT, là trên thế giới này có khoảng độ 5 người vĩ đại nhất về trí tuệ nhân tạo, thì chúng ta chơi với 3 người. Các bạn để ý là chúng ta đã bước vào năm thứ 5 hợp tác. Thực ra làm trí tuệ nhân tạo chúng ta làm 15 năm, chứ không phải bây giờ. Chúng ta đã làm 15 năm. Nhưng mà nếu mà nói đỉnh cao để chúng ta đi cùng với thế giới mà đỉnh cao nhất ấy, thì chúng ta đã hợp tác 5 năm với Yoshio Benjo, là viện trưởng Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo ở Mela, Canada. Chúng ta tiến hành những đề án rất trọng yếu với Viện Mela. Mà trong đó có một cái nghiên cứu mà gần như là tự hủy hoại mình, lập trình hóa tự động. Và chúng tôi đang đạt được những thành tựu rất quan trọng về lập trình tự động không dùng người, trong khi chúng tôi có hàng vạn lập trình viên. Bởi vì chúng tôi tin tưởng rằng công nghệ nó sẽ tiến nhanh khủng khiếp và nó sẽ thay đổi thế giới này. Mình phải tự thay đổi, mình không thể bám vào cái cũ của mình được. Chúng tôi có hàng vạn người đang làm lập trình, nhưng mà chúng tôi đồng thời cũng nghiên cứu để cho máy tính lập trình thay người.
Người thứ hai đó là người đứng đầu về thị giác máy tính. Thì hôm mà làm tech day của năm ngoái, nếu các anh các chị quan tâm ấy, thì Andrew Ng đã sang Việt Nam và ông ta nói rằng chỉ vài năm nữa, bây giờ đang bùng nổ ChatGPT, vài năm nữa sẽ bùng nổ một cái công nghệ còn quan trọng hơn nhiều ChatGPT. Nếu mà ChatGPT không đem rõ tiền bạc cho các bạn thì cái thị giác máy tính sẽ đem rất nhiều tiền bạc cho các bạn. Và chúng tôi đã đầu tư, là nhà đầu tư chính của Andrew vào Landing AI. Vừa rồi, cách đây hơn tháng, tôi ở Mỹ đã quyết định thiết lập cái phòng nghiên cứu chung giữa FPT và Andrew Ng. Mà rất may là Andrew Ng đồng ý làm đồng chủ tịch với tôi. Tôi thấy là cái này là cái diễm phúc mà không thể tưởng tượng được. Mình đồng chủ tịch với Andrew Ng để làm cái xe tự lái với thế hệ hiện đại nhất, khác hẳn tất cả các cái xe tự lái hiện nay đang bàn. Và các bạn để ý, khi mà Jensen sang Việt Nam, Jensen cũng đã nói là Jensen, Nvidia đã chọn Việt Nam làm ngôi nhà số 2 và sắp đang chuẩn bị. Thì FPT ngày hôm nay có khoảng 9.000 cái bằng chứng chỉ về công nghệ Nvidia. Và chúng tôi sẽ rất nhanh chóng trở thành ra đối tác toàn cầu tích hợp trí tuệ nhân tạo. Là một trong những công ty đầu tiên trên thế giới có những cái hoạt động như vậy. Jensen nói là cái bước hiện nay đó, thì Việt Nam có một tương lai rất sáng. Jensen nói vậy. Vì Việt Nam có 100 triệu người. 100 triệu người ấy, thì suy ra là cái số dữ liệu nó rất lớn. Thứ hai đó là Việt Nam sẽ nhanh chóng có hạ tầng mà quan trọng không thua kém gì hạ tầng Internet. Chúng ta biết Internet quan trọng thế nào rồi. Thì cái hạ tầng mới, tức là cái siêu máy tính AI sẽ có mặt ở Việt Nam. Và Việt Nam có 1 triệu kỹ sư công nghệ thông tin. Trong đó 1/2 triệu là phần mềm. Thì cái lực lượng này mà chúng ta biến đổi sang làm AI đó, thì Việt Nam sẽ đứng vào hàng các dân tộc tiên tiến nhất trên thế giới. Đấy là lời của Jensen. Và tôi tin tưởng sâu sắc điều ấy. Và chúng ta làm điều đấy. Như vừa rồi các anh các chị báo cáo ấy, là các bạn đều biết ChatGPT. Thì anh Việt ngồi kia là cũng có cái của mình, FPT Gen AI, không biết có đặt tên riêng chưa? Tên là gì? Đặt tên đúng thế thì FPT Gen AI, ok. Tức là chúng ta có cái riêng của mình để giải các bài toán của mình và thu tiền từ cái kiểu ChatGPT của FPT. Chúng ta có hàng trăm các sản phẩm kiểu như vậy. Và bây giờ đối với FPT thì phải công bố là AI ở tất cả các sản phẩm của mình, AI ở tất cả các dịch vụ của mình. Thì đấy là cái AI, tôi nhấn vào cái AI thôi. Cái thứ hai là bán, tức là tuệ bán. Thì bán là bán dẫn. Thì các bạn đều biết ấy, là hiện nay là chúng ta đã mở những cái lớp đào tạo đầu tiên phối hợp với những anh Việt Kiều. Anh đặt là Tre Semi. Đọc thì Tây như vậy nhưng mà thực ra là Tre, bán dẫn. Semi là bán dẫn. Còn Tre là cái tre nhà mình ấy. Là Tre Semi. Là các anh ấy là những người Việt Nam đã ra nước ngoài 20-30 năm làm trong lĩnh vực bán dẫn, đã trở nên thành danh trong lĩnh vực bán dẫn, làm lãnh đạo các tập đoàn ở bên trong ngành bán dẫn. Nhưng mà anh vẫn đau đáu về yêu nước, về nhớ nước. Và các anh sẵn sàng tham dự về cái sự nghiệp bán dẫn của đất nước. Thì các anh đang dạy cho khoảng độ chúng ta đang định dạy là 120 học sinh để làm bán dẫn. Và ngoài ra thì anh Thành ngồi đây thì cũng đã mở cái lớp bán dẫn đầu tiên, và chúng tôi sẽ mở liên tục. Nếu FPT có một cái rất hay là chúng ta có một cái trải nghiệm 25 năm trước làm phần mềm. Chúng ta đã rất nhiều nỗ lực, không thể tưởng tượng được nhiều nỗ lực như nào. Và chúng ta đã đưa được Việt Nam cùng với cả nước chứ không phải một mình, đưa Việt Nam thành quốc gia số 2 về xuất khẩu phần mềm sau Ấn Độ. Thì những cái bài học mà chúng ta đưa từ số 0 mà lên 1 triệu
là chúng ta có rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ lắp lại. Và tất nhiên là phát triển. Sau 25 năm chúng ta có nhiều võ hơn sẽ phát triển để làm ngành bán dẫn phổ biến hơn nữa. Thì cái may mắn ấy, thì hồi mà làm phần mềm ấy, thực ra là FT rất lẻ loi. Nhưng mà làm về bán dẫn ấy, thì bằng một cái gọi là cái tự nhiên. Thì có anh Triều David. Anh đã tập hợp được 1.000 tổ chức và cá nhân làm liên quan đến điện tử bán dẫn. Thì chúng ta có cái nền tảng từ trước. Các công ty Mỹ và Việt Nam, các anh, các chị không biết những cái tên công ty như Marvel, như là các loại tên Synopsis, Cadence, các anh chị không nghe tên. Nhưng mà thực ra họ đã vào Việt Nam và họ rất thành công. Họ đánh giá rất cao Việt Nam. Thì lần này ấy, là không lẻ loi. Nhưng mà bán dẫn, chúng ta bây giờ làm gì không biết. Nhưng mà nếu mà Việt Nam bằng cách này, cách khác, có 1 triệu người làm bán dẫn để đáp ứng nhu cầu thiếu 1 triệu người. Có 1 triệu người làm về AI, bởi vì thế giới nó sẽ chuyển hết sang AI. Và bây giờ bán dẫn và AI sẽ đi kèm với nhau. Những con chip ngày xưa là con chip, nó là con chip thôi. Chứ còn bây giờ là con chip thông minh. Thì đấy là cái cơ hội vô cùng lớn. Bây giờ nói xe. Tuệ bán xe. Sang Mỹ tôi gặp người Việt Nam, cũng anh Việt Nam. Và anh ấy là cái người đã làm cái xe ô tô Ford Mustang. Rất nổi tiếng, cái xe Ford thành công nhất của nước Mỹ. Và anh đã từng cầm trong tay 70 tỷ đô la để đi mua đồ để lắp xe. Và anh nói với tôi rằng là bây giờ ngành ô tô Mỹ vô cùng lúng túng. Các công ty phần mềm đến với các hãng ô tô nói chuyện ấy, thì thực sự mà nói là người làm ô tô Ford không hiểu. Cái xe nó quá cơ khí. Mà cái xe mà Tesla hay là BYD đấy, thì quá mềm. Xiaomi nghĩ rằng là cái xe điện ấy là một cái điện thoại di động có lắp bánh. Tất nhiên vừa rồi làm nhanh quá nó đâm một loạt cũng chết. Đáng chết. Thế thì làm thế nào để có một cái anh mà lại biết phần mềm và hiểu biết ngành ô tô? Thì đấy là một cái sự hiếm hoi. Trên thế giới chúng tôi nghiên cứu rồi, độ khoảng 3 người đáng giá. 3 công ty đáng được gọi là, bây giờ chúng tôi vừa quyết định cái tên cái loại công ty là tên công ty gì. Trước thì người ta nói về gọi là software tier 1, tức là làm phần mềm cung ứng cho ngành ô tô hạng 1. Dịch thì thực ra nói thế là không rõ. Thì chúng tôi đang tìm một thuật ngữ để đặt tên cho công việc chúng tôi làm. Thì chúng tôi đặt tên là Software Defined Vehicle System Design Engineering. Vừa đặt xong, sáng nay mới đặt. Tháng sau tôi sẽ đem bán cái từ này cho các tập đoàn, cho tất cả ngành ô tô ở nước Nhật, sẽ đi để bán. Nhưng mà ngành xe đang luống cuống tuyệt đối. Ngành ô tô thế giới chẳng phải luống cuống tuyệt đối. Và họ cần những cái loại mà hiểu ô tô, hiểu phần mềm, biết bảo mật. Cái xe ô tô quan trọng nhất là bảo mật. Đừng an toàn, an toàn và bảo mật. Chứ bây giờ xe chạy toàn phần mềm, bọn hacker, các vị thấy hacker rồi, nó oánh cho VN Direct mệt luôn, mất tốn, rất tốn kém. Mà nó oánh vào xe là oánh vào tính mạng con người. Thì cái ngành này đang đòi hỏi những kỹ năng hàng đầu về phần mềm. Và FPT may mắn là chúng ta có hàng vạn người làm như thế này. Và chúng ta làm tất cả mọi việc. Và bây giờ chúng ta có 4.000 người làm những lĩnh vực này.
chia sẻ. Còn chuyển đổi số thì trình bày các anh đây là rõ rồi, FPT là giờ doanh số chủ yếu là về chuyển đổi số. Còn cái chuyển đổi xanh ấy, thì chỉ nói vài từ thôi, là thực ra đó, mình muốn mà phát triển nhanh mà to chỉ có một cách là đi tiên phong. Làm phần mềm á, chúng tôi đi chậm sau Ấn Độ phải đến 15 năm. Quá chậm. Và đuổi họ mệt vô cùng tận, khó vô cùng tận. Người ta cứ câu đầu tiên hỏi khác gì Ấn Độ, thế là thế, trả lời mà không mạch lạc là không thua. Thì mình phải đi tiên phong. Cho nên FPT, các để anh chị để ý là theo dõi rất sát các diễn biến về công nghệ và đầu tư, thường là phải đi trước một bước. Thì cái xanh này chúng tôi cũng cho rằng phải đi trước một bước, mà thực ra chúng ta, Việt Nam chúng ta nói chung và FPT nói chung thì vẫn là chậm. Nếu khối Bắc Âu thì là chúng ta đi cũng muộn, sau người ta 15-20 năm. Nhưng mà nói chung thì vẫn là sớm. Thì chúng tôi đang là tư vấn cho các tập đoàn về làm thế nào để trở nên xanh. Và các bạn phải hiểu ấy, là xanh ấy, nó ảnh hưởng kinh khủng. Bây giờ FPT mà muốn ký hợp đồng to với các cái tổ chức lớn ấy, trước kia chúng ta ký 100,000 không tính, nhưng mà hễ mà đến 10 triệu, 100 triệu, kiểu gì bảo ông có xanh không? Không xanh là không ký luôn. Mà FPT bây giờ sẽ là quy mô là không phải là sẽ lên là hàng 100 triệu hợp đồng, 300 triệu đang chờ đợi những hợp đồng to như vậy. Thì phải đi trước. Và chúng tôi cũng đang phát triển một cái những cái giải pháp phần mềm để phục vụ các công ty, tức là gọi là kế toán xanh. Ngoài trước kia chúng ta kế toán tài chính, ok, xong. Tiền bạc cộng trừ nhân chia, xong, hiểu. Bây giờ đến kế toán xanh, kế toán carbon. Thì chúng tôi sẽ đầu tiên đưa ra những cái lời giải cho các doanh nghiệp trong nước và thế giới. Tức là FPT rất mong muốn. Cái kết luận này tôi muốn chia sẻ với các quý vị ba niềm vui của nhà FPT. Nếu mà nhiều năm trước thì FPT có một cái niềm vui rất lớn là anh em với nhau đoàn kết, như yêu thương nhau như một nhà, và có công ăn việc làm, mà cái công ăn việc làm này chúng tôi yêu thích, đấy là công nghệ. Và nhờ thế chúng tôi tăng trưởng liên tục. Nhưng mà đến những năm nay á, thì chúng tôi, cái niềm vui chúng tôi nhân lên là chúng tôi bắt đầu cảm giác được là FPT không chỉ là một doanh nghiệp tăng trưởng, mà chúng tôi bắt đầu có cái sứ mạng quốc gia. Bây giờ chúng tôi chuyển đổi số cho tất cả các đơn vị địa phương trên cả nước. Chúng tôi làm cho các bộ, các ngành, chúng tôi làm cho các doanh nghiệp lớn của Việt Nam. Chúng tôi đem tất cả cái hiện đại vào, và chúng tôi cảm giác là chúng tôi đang phục sự đất nước. Nhưng mà cái niềm vui mà bây giờ chớm nở và nó xúc động vô cùng tận là FPT bắt đầu chạm tay vào những cái gọi là tiến bộ của nhân loại. Đấy là AI. Chúng ta có thể, người Việt Nam chúng ta có thể đóng góp quan trọng vào sự tiến bộ của nhân loại. Vâng, đấy là ba cái niềm vui tôi chia sẻ và kết luận của tôi, và đấy là động lực mà chúng tôi làm việc hết mình. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Xin chào anh Bình ạ. Em là Hào, đại diện bên quỹ KIMC. Thì em có hai câu hỏi. Đầu tiên là về mảng bán dưỡng. Thì hồi nãy anh có nhắc nhiều đến cái việc là thiếu hụt nguồn nhân lực tại cái mảng này, thì không biết là hiện tại là FPT mình có ký hợp đồng hay là hợp tác với lại bên đối tác lớn nào của bên Mỹ hay thế giới nào không để cung cấp cái nguồn nhân lực cho các bên này. Câu hỏi thứ hai là về mảng công nghệ hoặc là data center, thì không biết là hiện tại là FPT mình có hợp tác mà với lại các bên đối tác nước ngoài như là Nvidia lớn nào hay không cho cái việc hợp tác phát triển sắp tới. Vâng, em xin cảm ơn. Câu hỏi của bạn quá hay, nhưng mà phần câu hỏi 2 thì chúng ta xin kìm lòng một chút để chờ cho đoàn Nvidia nó sang rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Thế còn cái chuyện về bán dẫn ấy, thì ở Đài Loan tôi ngất luôn. Gặp một công ty bán dẫn mà có 600 nhân viên phần mềm. Và doanh thu của họ gần tỷ. Tức là mỗi một người làm phần mềm nhà ta, họ tạo ra một cái năng suất lao động 1.5 tỷ đô la Mỹ. Nhà mình khiếp đảm luôn. Mà giá thị trường nhà người ta là 7-8 tỷ đô. Lên rồi. Hỏi canh làm gì? Chúng tôi làm outsource. Tức là đây là một, nếu mà nói về cá nhân cảm xúc của anh ấy, là anh cảm giác mình có lỗi. Rất có lỗi. Tại vì anh đã từng đến Đài Loan. Anh đến thăm khu Hsinchu của người ta. Anh đã gặp TSMC khi họ còn bé tí. Và anh đã không hiểu là bán dẫn cũng phần mềm. Khổ. Nếu mà ngày anh hiểu bán dẫn là phần mềm thì đất nước giờ khác rồi. Không hiểu. Bây giờ mới. Và họ nói gì? Họ nói là bây giờ họ, người Đài Loan ít lắm, người Đài Loan không làm phần mềm mấy. Có 600 nhân viên mà 420 nhân viên ở Trung Quốc. Và bây giờ cái cơ quan đặt hàng cho người ta không cho Trung Quốc nữa, phải đặt ngoài Trung Quốc, chiến tranh Trung Mỹ. Và họ không có người. Tưởng tượng. Tức là cái ngành của chúng ta đó còn một cái không gian khủng khiếp nữa là phát triển phần mềm cho bán dẫn. Và khi gặp Mediatek cũng là đối tác của FPT từ lâu rồi. Ông FPT Telecom các loại đặt hàng cho người ta ngay ấy. Bây giờ nó là lừng lẫy thế giới. Và họ đồng ý là làm joint venture với FPT. Làm các con chip, design các con chip về AI. Tức là, đấy, cái hay của nhà mình ấy là con AI. Tức là chip thì họ giỏi lắm. Nhưng mà mình thêm vào cái thông minh nữa. Với là mình lắm lực lượng lao động. Họ có muốn, họ không có người. Mediatek mở ở Mỹ. Tìm nhân lực. Người Mỹ không có. Người Hàn không có. Người Trung Quốc cũng không có nốt. Cuối cùng toàn tuyển với ông Việt Nam nhà mình. Là Mediatek ở Mỹ. Anh gặp các anh ấy là toàn Mediatek. Mà ba cái ông lập ra Mediatek, anh gặp ông chủ tịch. Thế là chẳng qua là ông ngồi, ông mở cái máy Samsung ra, ông bảo mấy con chip đây mà anh em mình làm được không? Làm được, bán rẻ cho xong. Cho nên tương lai của phần mềm rất rất lớn đối với Việt Nam. Chẳng qua là chúng ta không giác ngộ, chúng ta không hiểu. Và bây giờ hiểu và sẽ làm như điếc. Đấy câu hỏi, tức là cơ hội rất lớn. Còn câu hỏi 2 thì chờ một chút nữa. Hello, em là Hà ở quỹ Dragon Capital. Thì em có xin 3 câu. Thì thứ nhất là nói về là những cái mạng, những cái mạng hiện tại mình đang có, đó là cái mạng IT. Thì hồi nãy anh mình cũng có chia sẻ là trước đây khi mà mình chào dự án với lại khách hàng thì mình gặp ngay cái việc là sự cạnh tranh từ Ấn Độ. Thì anh có thể chia sẻ thêm là giữa Việt Nam mình và cụ thể là FPT và Ấn Độ, thì hiện tại thì Ấn Độ đang còn hơn mình những điểm nào? Câu hỏi số 2 là đối với lại năm mục tiêu, năm mạng mới, năm trụ cột mới á, thì như tụi em có quan sát á, là đối với lại AI hay là phần mềm á, thì mình cũng đi một cái khoảng mất một khoảng phải tính bằng 5-10 năm để mình có thể đạt được con số về tài chính. Thì không biết là anh Bình có thể chia sẻ là những cái mục tiêu, ví dụ là tới khoảng năm bao nhiêu thì mình có thể nhìn thấy những cái hợp đồng triệu đô đối với những cái mảng ví dụ như là AI và chip hoặc là xanh. Và câu hỏi số 3 thì là cái câu hỏi này nó mang tính vĩ mô hơn một tí, là em nhìn nhận thấy là trong năm qua thì đối với ngành bán dẫn thì không chỉ có Việt Nam không, mà những cái nước khác ngay cả như là Ba Lan, Nhật hay là Malaysia thì họ đưa ra rất nhiều cái chính sách để là thu hút cái ngành bán, như là ví dụ TSMC đặt nhà máy, thậm chí là họ có thể viện trợ là cho luôn cả tiền để tài trợ cho TSMC đầu tư. Thì anh Bình nhận thấy là cái khó khăn của mình của Việt Nam là gì, và anh nghĩ là nếu Việt Nam thay đổi điều gì thì nó sẽ có thể giúp cho FPT có thể tham gia vào miếng bánh này. Em xin cảm ơn.
Câu hỏi thứ nhất, Việt Nam Ấn Độ thì nói gì nói, Ấn Độ đã đi trước chúng ta khá lâu, cho nên là quân lực của Ấn Độ đi lấy những công ty hàng đầu đi như là Tata, như là Wipro, như Infosys thì người ta là cỡ nửa triệu quân, còn nhà mình ấy, thì là mới gọi là 3 vạn. Nhưng mà về công việc gì mà mình nhất thì mình là lòng hơn Ấn Độ. Công việc mà giao tin cậy giao cho mình mà giao quy mô 100 triệu là họ hài lòng với chúng ta hơn. Thì cái điểm hơn mà anh nghĩ mà bây giờ cực kỳ quan trọng là chẳng qua là mình rất, con người Việt Nam nó hay. Nó người Ấn Độ nhá, anh nói ví dụ Ấn Độ mà bạn mà thay đổi yêu cầu công việc thì hiển nhiên là thêm tiền rồi làm, tự động là không làm. Còn người Việt Nam mình ấy, là muốn làm tốt nhất, cho nên hỏi bạn còn cần thay đổi không, tức là hai thái độ hoàn toàn khác. Người ta yêu quý người Việt Nam là, nên nói chung là bây giờ là khách hàng mà với Việt Nam, với FPT ấy, là coi như là họ ngạc nhiên là trong thời gian Covid ấy, là không một đề án nào lỡ hẹn, vẫn đạt 100% điểm customer satisfaction. Thì đấy là cái thái độ người Việt Nam, cái học hỏi người Việt Nam, cái tận tâm tận lực ấy thì là rất tốt. Mà cái vô cái văn hóa uống rượu cũng rất hay, tức là khách hàng mê muội. Thì đấy là sự khác biệt. Thế còn nếu mà nói về AI chip, bao giờ có hợp đồng triệu thì AI ký rồi, triệu rồi. Còn chip ấy, mà làm outsource ấy, thì 1 triệu ngay lập tức. Tức là chúng ta không, ok chúng ta đã chế chip rồi và chúng ta bán được chip rồi. Và ví dụ như là Fujifilm nói là FPT mà làm ra bao nhiêu con thì Fujifilm mua hết, không bàn số con, không bàn. Và PSMC đã đồng ý cho FPT một, khi mà mình sản xuất bé bé thì cái khó nhất ấy là chen vào đơn hàng vì cái nhà máy công suất ai cũng thiếu cả. PSMC quý Việt Nam, ok cho ông một giấy chuyền luôn, tha hồ muốn sản xuất thì sản xuất. Và FPT đang lập một cái consortium là ông nào mà chế chip ấy thì đưa đây tôi sản xuất cho, nó vừa rẻ mà nó vừa nhanh. Còn ông mà đi xếp hàng ấy, mùng thớt mới đến lượt ông được sản xuất. Thì tức là chúng ta đang làm những cái chúng ta đã có chuẩn bị, chứ không phải chúng ta bắt đầu từ đầu như ngày xưa chúng ta làm phần mềm xuất khẩu. Còn hỏi thế giới này, những nước nào, còn nước nào nữa, Ba Lan, Nhật, Hungary, Đức, các kiểu trên đời. Anh gặp Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ, anh bảo, này, ông bà quên đi nhá, chỉ có dân ăn đũa mới làm phần mềm thôi. Nói thẳng thứ trưởng người ta, vì trước đó anh đã hỏi cái bọn mà đưa ra cái luật chip ấy, cái bọn Semiconductors Industry Associations, anh hỏi này, chúng mày làm cái chương trình này cho mấy nước, kể ra 10 nước, và thôi tao hỏi không hỏi lằng nhằng, tôi hỏi chúng mày muốn sản xuất ở đâu trong cái nước này, nước nào sản xuất, Việt Nam có 1 nước đặt nhà máy sản xuất, chỉ có 1 trong cái thằng chip ác nó trả lời như vậy. Thế bảo bao giờ cần, càng nhanh càng tốt, bao giờ cần tôi nói rõ con số đi, tôi cho con số 4, bà cho mấy con số mấy, bà số 3, tức là trong 3 năm nữa phải làm cho bằng được. Đấy là thông tin gọi là trao đổi bằng mồm với nhau. Ok, xin mời bạn. Em xin chào lãnh đạo, em là Trung bên Vinacap. Câu hỏi của em liên quan đến CAPEX, cái tổng vốn đầu tư mà mình dự kiến cho năm nay. Có lẽ cụ thể em sẽ xoáy vào cái phần của bên software ấy, chứ còn em sẽ không hỏi về bên viễn thông và bên giáo dục. Thế thì cái phần đầu tư cho software ấy, theo như em hiểu là những cái đầu tư cho software đấy thì cái đầu ra nó cũng cho software outsourcing cho thế giới thì nó cũng có một chút nhạy cảm với cả cái chu kỳ kinh tế thế giới. Thì câu hỏi của em là cái phần 2.000 tỷ mình định đầu tư cho năm 2024 ấy, nó bao gồm những cái phần nào? Nếu mà góc nhìn doanh nghiệp thì cái tính kinh tế của cái 2.000 tỷ đấy nó sẽ đến từ đâu? Nó đưa đam lại cái mức sinh lời thế nào? Và nếu như giả sử trong năm 2024 mà cái chu kỳ kinh tế nó không được thuận lợi cho lắm thì mình có cái
cái sự linh hoạt nào trong cái việc điều chỉnh cái tỷ lệ sinh đầu tư đấy không? Em cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh. Thì và cái kế hoạch CAPEX 2024 đặt ra cho khối công nghệ là 2.200 tỷ. Thì ở đây là chủ yếu là tới khoảng gần 90% là để xây văn phòng cho lập trình viên. Thì bạn biết là hiện giờ FPT có khoảng cho thị trường nước ngoài là 30.000. Mỗi năm tăng 20% thì đâu đấy chúng tôi sẽ bổ sung thêm cỡ độ 6.000. Thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn, một là đi thuê văn phòng, hai là tự xây. Thì chiến lược FPT chọn là mình sẽ tự xây và mình xây ở những cái khu campus và cái giá đất nó rất là rẻ, và như vậy chi phí trên 1 m² mà mình tự xây ấy, thì nó sẽ bằng cỡ độ 1/3 cho đến 1/4 so với mình đi thuê. Thì như vậy là cái hiệu quả nó rất là cao. Thì đấy là cái chiến lược mà FPT lựa chọn. Thì hiện năm nay chúng tôi sẽ xây tiếp tục xây ở campus ở Hòa Lạc, ở Quy Nhơn. Quy Nhơn là một cái điểm mới được cấp đất thì đang bắt đầu cũng sẽ xây dựng, tiếp tục mở rộng ở Đà Nẵng và ở Hồ Chí Minh, thì trên 4 cái địa bàn lớn của FPT. Chào anh Bình ạ. Em chào các anh ở hội đồng quản trị và các anh chị cổ đông. Em tên là Hằng ạ. Em cùng với cả bạn Phúc thì đến từ công ty Virtus, là một cái tổ chức tư vấn về tài chính ạ. Thì em muốn hỏi hai điểm là kết quả kinh doanh quý 1 năm 2024 và cái đặc biệt là ở thị trường Mỹ và thị trường Nhật ạ. Xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị. Thì dự kiến kết quả kinh doanh quý 1 của FPT thì cũng tương đối là tốt. Chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì được tăng trưởng khoảng 20%, trên 20% về doanh số, sấp xỉ 20% về lợi nhuận. Thế còn mảng của xuất khẩu phần mềm thì chúng tôi vẫn duy trì được tăng trưởng khoảng 25%. Thị trường Nhật thì vẫn rất tốt với tốc độ tăng trưởng cỡ độ 40%. Còn thị trường Mỹ thì tăng trưởng cũng tình hình nó cũng còn đang khó khăn ở thị trường Mỹ. Từ năm ngoái cũng ký được chậm, thì năm nay chúng tôi vẫn có tăng trưởng một chút ở thị trường Mỹ, nhưng mà chậm hơn so với mức bình quân chung. Vâng, trên đây là toàn bộ phần trình bày của đội ngũ ban lãnh đạo chia sẻ về kết quả kinh doanh 2023, định hướng chiến lược năm 2024 và những năm sắp tới. Hiện tại đây thì tôi đang đứng ở khu vực vườn Nhật đặt trên tầng 8 của tòa nhà văn phòng FPT. Theo như ban lãnh đạo chia sẻ thì khu vườn này được thiết kế và dành riêng để tri ân những khách hàng Nhật, là những khách hàng lớn nhất, lâu đời nhất của tập đoàn FPT. Hy vọng rằng qua video họp đại hội cổ đông của FPT lần này thì chúng tôi đã chia sẻ cho anh chị thêm được góc nhìn cũng như là hiểu biết hơn về phong cách lãnh đạo này, cái cách họ đối xử với khách hàng, đối xử với cổ đông, tầm nhìn chiến lược trong tương lai của họ. Vậy thì quan điểm của anh chị về hoạt động kinh doanh cũng như là lãnh đạo FPT như thế nào? Xin mời anh chị hãy comment ngay ở dưới video này để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Xin cảm ơn anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.